Cộng đồng mạng yêu cầu ca sĩ Nguyên Vũ phải khiển trách vệ sĩ đã làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Mến chào quý khán giả. Thưa quý vị, vào chiều ngày 27 tháng 11, cộng đồng mạng đã được một phen hết hồn hết vía ngã ngửa khi anh Hiệp, là quản lý kiêm vệ sĩ của ca sĩ Nguyên Vũ, đã lên tiếng bảo vệ ông chủ của mình. Thông tin do anh Hiệp chia sẻ đã bồi thêm một nhát dao vào hình tượng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân khi nghệ sĩ ưu tú nhận nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, sau khi nội bộ team vì yêu thương mà đến lên tiếng thì mới ngã ngửa, hóa ra quản lý của ca sĩ Nguyên Vũ chỉ đưa tin một nửa của sự thật, và chúng ta có câu nửa ổ bánh mì thì vẫn là ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Chi tiết thông tin này ra sao, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi trong video này. Thưa quý khán giả, dù Nguyên Vũ đã miễn cưỡng không cần lời xin lỗi của Hoa hậu Phương Lê để ồn ào được hạ nhiệt, tuy nhiên ân oán giữa Vũ Phương vẫn chưa chấm dứt. Thời gian qua, lú ra lú đẩn quê độ trong việc góp một tấn gạo từ thiện cùng Trương Bảo Xuyên, thì Phương Lê đã không đến nhà, không đu đeo theo Hồng Loan nữa. Cô tập trung vào công tác từ thiện, chấp vá lại hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin Phương Lê đã đến nhà ca sĩ Nguyên Vũ xin lỗi, và giật gân hơn là Phương Lê mang theo những kim cương 5 tỷ làm quà tặng chuộc lỗi. Đây là thông tin giả không đúng sự thật. Tuy nhiên, sự kiện Phương Lê xin lỗi Nguyên Vũ là điều mà cộng đồng mạng đều mong muốn diễn ra. Ai ai cũng mong đợi có một ngày Phương Lê nói hai chữ xin lỗi gia đình nam nghệ sĩ. Vì vậy, nhiều người đã tin đây là sự thật và lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Trước tin đồn không đúng sự thật, ca sĩ Nguyên Vũ đã lên tiếng. Danh dự và lòng tự trọng không bao giờ cho phép Vũ nhận lời xin lỗi kiểu như vậy. Và mẹ của Vũ lại càng không bao giờ để việc này diễn ra. Một người chân thành thì dù một hạt muối cắn đôi cũng vui, còn kẻ không biết điều thì dù có tiền tỷ cỡ nào cũng là vô minh. Ca sĩ Nguyên Vũ nghi ngờ thông tin sai sự thật này là do các kênh YouTube tự phát hay là người có đã cố ý điều khiển để xây lại hình ảnh Vũ. Không biết ai đứng sau để chạy những bài như thế này để điều hướng dư luận, và cũng đã thành công khi ảnh hưởng đến danh dự của gia đình Vũ rồi. Vũ mong hãy dừng lại, đừng đưa thông tin không đúng sự thật, như vậy sẽ làm tổn thương hơn. Thưa quý vị, trong drama Vũ Phương, Nguyên Vũ đã cư xử rất quý ông, lịch thiệp, vô cùng nho nhã. Anh chọn im lặng là vàng, chọn chữ nhẫn để đối phó với sự sồn sồn của người đàn bà U50. Không chỉ một mà nhiều lần, Nguyên Vũ đã xuống nước để căng thẳng không tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, vì thương anh, xót cho anh, phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Đã vậy, còn xuất hiện tin đồn là nhận nhẫn kim cương 5 tỷ thay cho lời xin lỗi. Nên chiều ngày 27 tháng 11, quản lý kim vệ sĩ của ca sĩ Nguyên Vũ đã bức xúc lên tiếng, chia sẻ thông tin với các YouTuber. Từ nguồn thông tin của anh Hiệp, sự thật về lời xin lỗi của Phương Lê đã được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, thông tin này bị lu mờ hoàn toàn bởi thu hút sự chú ý của dư luận chính là những gì Hiệp chia sẻ về nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Trả lời phỏng vấn các YouTuber, anh Hiệp cho biết các MV triệu view của Hồng Loan do anh Sang trả tiền sản xuất, Vũ Luân chỉ đóng vai trò là nhà sản xuất. Kênh YouTube của Vũ Luân đã đánh bản quyền các MV của Hồng Loan. Anh Hiệp có ghi âm bằng chứng Vũ Luân trong buổi họp mặt gia đình đã hứa sẽ giải oan cho Nguyên Vũ nhưng đến giờ chưa thực hiện. Dù đây chỉ là thông tin một chiều từ quản lý kiêm vệ sĩ của ca sĩ Nguyên Vũ, người không nằm trong team vì yêu thương mà đến, song vì có sẵn sự thất vọng dành cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân trong drama với Phương Lê, nên cộng đồng mạng đã dành nhiều lời chỉ trích cho anh hai của Hồng Loan. Một lần nữa, con trai nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân bị bêm tới tấp tẩy chay Vũ Luân đã trở thành từ khóa hot nhất trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Chiều ngày 27 tháng 11, những người trong team vì yêu thương mà đến đã nhanh chóng xác minh tính đúng sai phát ngôn của vệ sĩ ca sĩ Nguyên Vũ. Anh Sang, người được nhắc đến, đã chi hơn 20 triệu để làm MV, đã đứng ra rửa oan cho nghệ sĩ Vũ Luân. Anh cho biết chắc vệ sĩ của Nguyên Vũ đã hiểu lầm, Sang làm MV bên anh Luân thì phải trả tiền chứ, anh cũng phải lo cho gia đình. Sang cũng vậy, ví dụ Sang làm 10 bài có mặt của Sang thì phải trả tiền, còn những bài riêng của Loan hoặc Loan hát với Tí với anh Luân thì Sang không phải trả tiền vì nó không liên quan gì đến Sang. Thưa quý khán giả, theo lời của anh Sang thì vệ sĩ của Nguyên Vũ nói đúng một nửa là anh Sang có trả tiền thật. Tuy nhiên, một nửa còn lại là anh Sang trả tiền những MV của anh thì nam nghệ sĩ kia đã không nhắc đến. Vệ sĩ của Nguyên Vũ chỉ cung cấp một nửa sự thật khiến người tiếp nhận thông tin hiểu lệch về quá trình sản xuất MV, khiến sự thật bị bóp méo do thông tin không đầy đủ, khiến nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân bị mang tiếng là tham lam kỹ với em gái của mình. Anh Sang cũng nhắn gửi cộng đồng mạng nên tiếp cận thông tin từ chính chủ là anh Nguyên Vũ hoặc những người thuộc team vì yêu thương mà đến, để không hiểu sai thông tin, vô tình chia rẽ tình cảm anh em khi hiện tại nội bộ team đang rất vui vẻ hòa thuận sau khi được má tư giảng hòa. Trước việc vệ sĩ riêng đưa thông tin không đúng sự thật ảnh hưởng tiêu cực đến đàn anh, ca sĩ Nguyên Vũ đã cho biết giờ Vũ là ship bạn ấy nên Vũ xin nhận trách nhiệm về mình. Không biết ca sĩ Nguyên Vũ sẽ nhận trách nhiệm như thế nào. Cộng đồng mạng cho rằng vệ sĩ của Nguyên Vũ là người trung thành, bức xúc cho sếp là đúng, lên tiếng yêu cầu. Câu chuyện của Phương Lê là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc anh ta lôi Vũ Luân vào câu chuyện này thì chẳng khác nào là anh ta đang muốn chia rẽ thêm vì yêu thương mà đến.
Sau sự việc lần này, Nguyên Vũ cần làm việc lại với vệ sĩ của mình. Làm tốt, làm đúng thì nên khen thưởng, còn làm sai, gây ảnh hưởng lớn thì phải khiển trách. Nếu anh Sang không kịp thời lên tiếng, dừng drama khi nó vừa trốn thì chắc chắn đây sẽ là tai tiếng lớn nhất sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Không chỉ ảnh hưởng đến con trai nuôi của Vũ Linh, mà Hồng Loan cũng sẽ gặp thêm sóng gió và chị Ni lại thêm mệt mỏi. Cuối cùng thì công sức hàn gắn của Má Tư cũng đổ sông đổ biển. Một số bình luận từ cộng đồng mạng: làm ơn dạy lại cái thằng trợ lý của anh đi, nói gì giữa anh và Phương Lê thì hãy nói, còn chuyện của anh Vũ Linh và anh đã giải quyết xong rồi, lại lôi anh Vũ Linh vô mà lên mạng nói như vậy nữa hả anh? Nên xem lại anh nghệ sĩ đó đi, gì đã là nghệ sĩ mà không biết kiểm soát hành vi và tâm lý thì sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của anh. Nếu như không muốn gọi đây là sự bốc đồng nông nổi khi chưa hỏi ý kiến của anh, nếu anh ta không làm việc cho ai thì khác, còn đằng này. Còn sự việc mấy kênh đăng không đúng sự thật thì anh có thể kiện họ. Và nói thiệt, họ đăng vậy có mấy ai mà tin, cộng đồng mạng chỉ tin vào những anh chị có liên quan đến sự việc lên tiếng mà thôi.